mình sinh ra trong một gia đình mà nó là khá giả, cho nên là hàng tháng bố mẹ gửi lên cho mình là 3 triệu, 5 triệu như vậy. Tức là mình không có đi kiếm tiền. Và mình thấy được một cái vấn đề là nằm ở chỗ là mình vô tình mình quen được những cái người bạn của mình thời đó, những cái người bạn mình hỏi, những cái người anh, những người bạn đó, mấy anh chia sẻ là mình hỏi là mấy anh đã tốt nghiệp đại học chưa, anh nói tốt nghiệp đại học rồi, tốt nghiệp đại học rồi gì, anh nói tốt nghiệp đại học là giỏi, có anh tốt nghiệp đại học là khá, bây giờ anh làm công việc gì, bây giờ anh đi làm công tháng được 5-6 triệu, ôi trời, làm công tháng 5-6 triệu bằng cái tiền mà thu mẹ ba mẹ mình gửi cho mình luôn. Mình cảm thấy mà rất nhiều những cái người như vậy mà mình khi mà mình thấy được cái vấn đề đó, mình nghĩ là không thể nào đi theo cái con đường này được. Vì nếu mà đi theo con đường này sau này mình có học giỏi, mình có học giỏi tiếng Anh tiếng máy đi chăng nữa thì mình cũng phải đi làm công cho ta mà tháng đi đó được mười mấy chục triệu thôi, nó không thỏa mãn được cái nhu cầu của mình. Cho nên là mình quyết định là đi ra kinh doanh. Và cái công việc đầu tiên mà mình làm đó là mình kinh doanh trong lĩnh vực cà phê. Và đầu tiên mình đi làm công, mình có một cái kinh nghiệm làm công chỉ có một tháng thôi, đi làm công được cái ông chủ đó. Và sau một tháng đầu tiên nên cầm từng cà phê đi chào hàng tại những quán cà phê quận Bình Tân. Và khi mình đi chào hàng, quá trình đi chào hàng một tháng đầu tiên thì cái thu nhập của mình lúc đó được 9 triệu đồng. Và cái ông chủ đó, ông mới nói với mình đó là bây giờ mày lấy cà phê đó, thay vì là mày tao trả cho mày 9 triệu thì ok, mày lấy nguyên nấu cà phê tao bán rẻ lại cho mày, bán chiết khấu lại cho mình. Và mình cầm nguyên cái đó cà phê đó, bắt đầu mình đi bán hàng. Và từ đó mình biết tới cái công việc bán hàng đó là cái gì đó. Mình cầm từng cái cà phê, mình đi mình chào hàng và mình có những cái trải nghiệm nó rất là thú vị các anh chị. Tức là mình lúc đó mình không có kỹ năng bán hàng đâu, và mình cầm nhiều cà phê, mình không có kỹ năng chịu. Mình hỏi ông chủ mình là bây giờ nếu mà như em cầm cái bình cà phê đó mà em cho người ta dùng thử rồi người ta im luôn rồi sao anh, thì ngày hôm sau mày quay chỗ lại chỗ đó mày hỏi người ta tiếp, ok ngày hôm sau, nếu như ngày hôm sau mà em quay lại cái quán đó mà người ta nói là người ta chưa dùng sao, thì mày cứ tiếp tục mày quay lại ngày hôm đó cái nữa, ý như vậy người ta thấy mày mà người ta nhiệt tình quá thì người ta sẽ mua hàng của mày thôi. Ok, mình đây lần đầu tiên mình tới cái quán đó mình hỏi chú ơi, chú đã dùng cà phê của con chưa, tao bị quá, tao chưa dùng. Cái ngày hôm sau hôm sau chú cái gì bữa sau mời lại người, ngày hôm sau sáng sớm mình quay lại cái quán đó, tao tao trả vợ con tao đi công việc thì kia tao chưa dùng. Ok, hôm sau chú để thì bữa con quay lại, ngày hôm sau nó cũng tiếp tục quay lại cái nó cầm bịch cà phê trội bột vô mặt luôn. Đó là một cái trải nghiệm mà rất là nhiều cái gì mình không có cái kinh nghiệm mà bán hàng đó các chị, mình cứ như vậy mình ông chủ mình kêu mình thì mình làm đó thôi. Và sau khi cái cà phê đó mình làm cà phê đó mình làm được khoảng 7 tháng và mình chính thức về cà phê sau khi mình học viên cho nên. Và cái bài học của mình rất là được là gì, mình đi kinh doanh mà mình không, thứ nhất mình không có vốn, thứ hai là mình không có kiến thức kinh doanh, thứ ba không ai dìu dắt mình gì hết, mình không có kinh nghiệm, thì cái thứ mà mình cầm chắc nhất trong tay lúc bây giờ các bạn biết là gì mà đó là cái sự thất bại, mình không có cái gì hết trơn á. Và cái bài học đầu tiên, cái công việc khởi nghiệp đầu tiên đó là cái lĩnh vực cà phê mà sau 7 tháng nó thất bại. Và khi đó mình mới quyết tâm, mình thấy được cái vấn đề là mình không có kiến thức về kinh doanh và mình đi tìm kiếm những cái kiến thức về kinh doanh, vô tình biết tới marketing thì đó. Và khi mình vào marketing mình học 2 ngày và học xong 2 ngày của thầy á, học lớp hội thảo xong học không hề với thầy rồi, quyết định là từ bỏ con đường học luôn, bỏ đại học luôn các chị, và bắt đầu với cái công việc kinh doanh thứ hai là công việc kinh doanh gạo. Và khi mình học được thời gian mình học được, mình thấy mình thay đổi đầu tiên là thay đổi về cái này, mình có được, mình cài đặt vô cho mình một cái tư duy của một cái người chủ doanh nghiệp, mình có được một cái tư duy. Và cái đó mình thấy điều đó nó rất là quan trọng luôn. Đầu tiên mình ra mình làm là mình phải thay đổi cái tư duy, và từ đó là cũng may mắn là mình có được cái tư duy đó, cho nên là mình không có quan trọng, mình không có vốn, và mình đã huy động vốn được 2 người anh em nữa cho mình được 100 triệu để làm kinh doanh cho lĩnh vực gạo này. Và sau suốt quá trình mình làm gạo mình cũng liên tục, mình bắt đầu kinh doanh gạo trắng đầu tiên mình cũng thay đổi chiến lược liên tục các chị. Đầu tiên mình kinh doanh gạo trắng mình cũng bắt đầu với một website, rồi thiết kế website, web chuyên gia, web thương hiệu, rồi web cá nhân, rồi cái cũng từng bước làm. Nhưng mà một thời gian sau mình xong hết bộ sách bán gạo trắng này, mình thấy vấn đề là khi mình bán gạo trắng thì người ta có thể là người ta ra cái tiệm tạp hóa người ta mua cái một, sao mình lại bán cái này. Cái bắt đầu mình lại tiếp tục thay đổi chiến lược, mình mở một cái cửa hàng đầu tiên, mình kinh doanh gạo trắng, mình mở một cái cửa hàng đầu tiên. Một tháng đầu tiên mình mở cái cửa hàng đó thì một ngày rất là nhiều khách, tại vì mình mở ngay cái một cái chợ thì rất là nhiều khách vô trong cái chợ đó mà ăn, mua gạo của mình về ăn. Mình thấy một có lý rồi nha, ngon rồi đó. Cái bắt đầu cái tự nhiên sau một tháng
kế bên cặp vách cái tiệm của mình mở thêm một cái vựa gạo nữa, nó bán 10 cái gạo tặng một ký đường. Chết cha luôn, mình bán 10 cái gạo không có tặng người ta cái gì hết không này, bán 10 cái gạo tặng một ký đường, bắt đầu là khách hàng giảm từ từ rồi. Có chừng khoảng thêm nửa tháng sau nữa, kế bên cái chỗ đó mở thêm cái vựa gạo nữa, 10 cái gạo tặng một ký đường tiếp, rồi coi như là khách hàng nó dồn vào đó hết, và mình không có khách hàng mua gạo trắng nữa. Và bắt đầu mình tiếp tục mình suy nghĩ, mình vấn đề là trong quá trình mình đi học thầy Duy đó, thì thầy mới dạy cho mình một cái, đó là cái sự khác biệt. À, chắc là mình chọn một cái sản phẩm cho, mà cái sản phẩm này nó giống với mọi người quá, nó chưa có khác biệt. Mình ngồi mình nghiệm là nó chưa thật khác biệt, và mình đi tìm cái khác biệt cho cái sản phẩm của mình. Và bắt đầu mình đi tìm tòi tìm kiếm và ra một cái sản phẩm gạo, đó là gạo mầm. Cái gạo mầm tức là gạo lứt mà nảy mầm, mà các chị, nó có chứa hàm lượng dinh dưỡng đó. Và từ đó bắt đầu mình viết những cái bài viết về gạo mầm, mình cũng xây dựng website với chuyên gia, mình viết hàng ngày, mình đều viết tiếp tục. Rồi tiếp tục mình làm có chừng 2-3 tháng nó không có doanh số từ đó, tại vì mình viết đâu nó đâu lên liền đâu các anh chị, viết không thể lên liền được, mà nó từ từ nó mới lên, và 2-3 tháng không có doanh số. Và tiếp tục thay đổi chiến lược tiếp, đó là chiến lược cộng tác viên. Thì lúc đó là kéo những anh em đi, là đi gửi cho các anh em là chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng kinh doanh với mình của sản phẩm này. Thì thời đó mình vận động mọi người được khoảng 20-30 người đó các chị, để kinh doanh với mình của sản phẩm này. Và lúc đó mình cũng có một sau một thời gian nữa đó, rồi cái đội nhóm của mình cũng banh xác luôn, tại vì mọi người theo mình, nhưng mà cái thời điểm đó mình không có thành công, mình chưa có thành công, cho nên mình không thể nào mà chỉ cho mọi người một cái công thức thành công được. Mọi người theo mình và mọi người cũng banh xác luôn. Và sau cái thời gian khoảng 12 tháng mình kinh doanh gạo và mình bị thất bại. Nhưng mà một cái may mắn là từ cái gạo này, và đó là một cái cơ duyên đưa mình đến lĩnh vực đó là lĩnh vực thuốc thảo dược đông y tính từ bây giờ. Và sau khi mình thất bại cái lĩnh vực gạo đó, mình ngồi mình nghiệm lại thì mình thấy được là cái bài học của mình, đó là tại sao mình lại có kiến thức kinh doanh rồi, mình cũng có nhiều cái mối quan hệ từ Vitronin rồi, cũng có nhiều mối quan hệ cũng được người thầy mình chia sẻ này kia, mà tại sao mình thất bại, mình cũng có tư duy tích cực mà tại sao mình thất bại. À, mình ngồi mình nghiệm lại, à, lý do mình thất bại đó là gì? Lý do mình thất bại là mình không giữ vững được cái thứ nhất, mình lúc đó mình nhiều hoạt động lan man quá, mình không có tiền, cho nên mình đi kiếm làm một cái nghề đó, một cái nghề tay trái, một cái nghề thứ hai đó, một cái nghề đó để mà lấy cái ngắn lại nuôi cái dài. Nhiều hoạt động lan man mình chưa thật sự tập trung. Cái thứ hai là mình chưa có tập trung vào marketing, mình chưa biết cái gì gọi là marketing hết trơn á, mình chỉ biết viết bài thôi, mình đâu có chạy quảng cáo, mình đâu có tập trung vào nhiều vào marketing, mình bị lan man những cái hoạt động khác. Và cái bài học nữa khi mà mình là làm kinh doanh gạo là mình có một cái tư duy thành công rồi. Mình có được một cái tư duy tích cực rồi, nhưng mà mình chưa có biến nó thành một cái thói quen của mình. Vấn đề là chúng ta phải biến nó thành một cái thói quen, tức là thói quen của cái người thành công, đúng không các chị? Tức là chúng ta cứ suy nghĩ trong đầu là thành công là phải đọc sách thì nó thành công, nhưng mà chúng ta mới nghĩ thôi, chúng ta chưa có đọc. Tức là chúng ta phải có một cái biến cái tư duy đó thành một cái thành cái làm lặp đi lặp lại liên tục, để cho cái tư duy đó nó thành những cái thói quen thành công. Và từ đó mình rút kinh nghiệm và mình áp dụng những điều đó cho cái công ty đi của cô mình. Mình học những cái chương trình của thầy, nên học những cái chương trình của thầy và học đi học lại những cái chương trình của thầy. Tức là một cái lớp của thầy có thể là học đi học lại 2-3 lần luôn. Thì khi đó mình đi học lại 2-3 lần thì nó lặp đi lặp lại như vậy, mỗi một lần học mình cũng có những cái trải nghiệm mới cho chị. Mỗi lần học thì mình lại có những cái trải nghiệm mới. Dù mình học lớp marketing, lần sau mình học mình lại có những cái ý tưởng khác. Mình học lớp sale, lần sau mình học lại mình lại có những cái ý tưởng khác. Mình lặp đi lặp lại thì nó thành một cái thói quen. Và từ lúc đó mình cũng học những cách để quản lý bản thân mình. Học cách những cách để học quản lý bản thân mình, phải đọc sách nhiều hơn, và mình đi hội thảo nhiều hơn. Và lúc thời điểm đó mình học rất là nhiều thứ. Cái thời điểm mà mình phát hiện là khi một quá trình mình làm gạo, mình học quá nhiều, mình có nhiều hoạt động lan man vì học quá nhiều thì không có tập trung. Và sau đó mình qua Defoco, mình bắt đầu với công việc Defoco là công ty thuốc thảo dược. Từ cái sản phẩm mình thấy được cái vấn đề khi mình kinh doanh cái sản phẩm gạo đây, tại vì trong quá trình mình kinh doanh sản phẩm gạo này thì mình được tiếp xúc với rất là nhiều những người bị bệnh tiểu đường, bị bệnh cao huyết áp, và mình thấy được cái vấn đề của họ. Và mình bắt đầu mình qua cái sản phẩm của Defoco là những cái sản phẩm thảo dược để hỗ trợ điều trị cái bệnh tiểu đường. Và từ đó mình tập trung. Và khi mình qua đi của cô thì bắt đầu là mình sau khi một quá trình mình học như mình làm đi của cô mà cũng có thành quả như vậy, thì mình rút ra được một số cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là mình
thằng consumer chuẩn bị cho mình, thứ nhất là cái như nãy mình chia sẻ với các anh chị đó là cái tư duy thì mình phải biến nó trở thành những cái thói quen. Cái thứ hai đó là cái người thầy và những người bạn của mình. Cái thời điểm mà cái mình bị ngăn cản nhiều nhất đó là những người thân trong gia đình của mình. Những người thân trong gia đình của mình là những người mà ngăn cản mình nhiều nhất. Đó là mình mỗi lần mình quyết định một cái gì đó, mỗi lần mình quyết định mình làm một cái gì đó thì mình đều bị gia đình của mình họ ngăn cản mình. Rồi họ sợ mình này kia, thậm chí mình ở một mình thôi, gia đình của mình cũng sợ này kia đó. Cho nên là mình bắt đầu mình cách ly với gia đình. Cách ly luôn, mình lên đây mình không gọi cho ba mẹ luôn. Suốt mấy tháng trời không gọi cho ba mẹ và những cái người thân của mình. Những cái bạn bè của mình, những bạn bè tiêu cực mình hạn chế tiếp xúc với họ, và mình gặp gỡ những con người tích cực. Mình vào việc nên mình kết bạn với những người họ thành công hơn mình, họ giỏi hơn mình. Mình có cơ hội mình đi du lịch thì mình sẽ nếu thầy gì có những chuyến đi du lịch là mình đều đi, tại vì trong đó sẽ mình gặp gỡ giao lưu với những người họ thành công hơn mình, họ giỏi hơn mình, họ ok hơn mình, thì mình học hỏi họ được rất là nhiều thứ. Đó là những cái người tích cực, những người bạn tích cực. Cái thứ hai là những cái người thầy, mình phải có người thầy trong bất kỳ cái lĩnh vực nào mà chúng ta thành công. Thì mình xác định là khi mình làm đi một con muốn thành công thì mình phải có người thầy cho mình, và thầy gì là người hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong suốt quá trình mà mình khởi nghiệp từ cái sản phẩm đi Poco này. Và những người thầy chuyên môn của mình trong cái việc đó, tức là khi các anh chị làm cái việc trong cái lĩnh vực của các anh chị phải học từ những người rất giỏi hoặc là những người rất thành công trong cái lĩnh vực đó đó. Thì mình có may mắn là cái duyên mình gặp được thầy Duy, và thầy Duy hỗ trợ mình rất nhiều trong suốt trong một cái quá trình mà mình khởi nghiệp. Và một cái nữa là sau bốn năm mình học thầy Duy, là sau cái chương trình, một cái chương trình mà nó làm mình thay đổi nhất là cái chương trình mà doanh nghiệp triệu đô của thầy, cái năm đó, và nó giúp cho mình thay đổi hoàn toàn. Mình biết cách lặp đi lặp lại, biết những cái chuỗi sản phẩm, biết những cái chiến lược mà, và biết được cái tầm quan trọng của việc marketing, và mình ứng dụng vào trong cái công ty Defoco của mình, và bắt đầu nó có khách hàng, nhiều khách hàng, và nó phát triển. Ok các chị. Và sau bốn năm mình học thầy Duy, thì mình học được thầy Duy ba điều mà mình đã học được rất là nhiều thứ, nhưng mà mình tâm đắc nhất là ba điều. Cái thứ nhất là tính kỷ luật và tập trung. Tức là cái đợt mà mình vừa gần đây mình đi du lịch Brunei với thầy Duy, thì thầy Duy mới chia sẻ là mình sẽ tập trung để mà trở thành bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Thầy Duy mới nói là không phải là bậc thầy nó chưa đủ, mà là chúng ta phải trở thành một cái người mà thứ dữ trong cái thị trường này, một cái người mà không ai có thể thay thế như này. Tức là cái người nào mà trong cái lĩnh vực đó mà nhắc tên cái nghề đó là biết tới mình, thì mình mới là gọi là dữ. Và mình hãy tập trung và kỷ luật bản thân mình liên tục để mà mình phải đạt được cái điều đó. Ví dụ như nhắc đến cà phê là mất đi biết đó, đặng Lê Nguyên Vũ là như vậy đó, thì mới gọi là đỉnh. Còn nếu không là chúng ta không có hoạt động lan man khác được. Bài học thứ hai mình tâm đắc nhất đó chính là các bạn thấy thầy Duy lúc nào có năng lượng đúng không ạ? Đó, và cái đó đều mà mình rất là tâm đắc, lúc nào phải giữ cho mình rất năng lượng, và muốn thành công là phải năng lượng đỉnh cao nhất, lúc nào phải giữ cho mình năng lượng. Và có thể là chúng ta tập gym hay là chúng ta tập thể dục đó cũng giữ được năng lượng, và đặc biệt là chúng ta phải giữ cho cái tư duy của mình bằng cách là cái cách mà nên thường làm, đó là cái nên hay là thế giúp là thay thế bằng những cái thói quen, chẳng hạn như là mình có thể đọc sách, mình có thể nghe audio, hoặc là mình lười biếng nữa mình có thể xem video, hoặc là mình cái thói quen ghi chép nè, hoặc là cái thói quen tuyên bố mỗi buổi sáng. Đó là những cách để mình có thể là giữ được năng lượng. Bài học thứ hai là bài học về năng lượng. Và cái điều thứ ba mình tâm đắc nhất đó là cái tính kiên trì, và lặp đi lặp lại nó mỗi ngày. Giống như cũng trong cuốn sách rất là tuy nhiên chưa đọc hết cuốn sách của thầy, nhưng mà rất là thấy nó hay, bởi vì nó luyện cho mình mỗi ngày một chút thôi đó các anh chị. Tức là mỗi ngày mình chỉ làm một việc nhỏ thôi, và thành công nhỏ hút thành công nhỏ, và nhiều thành công nhỏ nó trở thành một cái thành công lớn các anh chị. Và thật sự là mình cũng bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ thôi. Mình cũng từng viết bài, cũng xây web cá nhân, cũng xây web chuyên gia, cũng xây web thương hiệu, rồi cũng viết bài trên Facebook, rồi cũng viết bài cá nhân cho nhau. Nếu vậy thôi, tức là bắt đầu từ những việc rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình kiên trì nó theo 5 tháng. Và bắt đầu từ khi mà mình mới bắt đầu mình khởi nghiệp, thì mình hay hỏi với các anh chị thành công đi trước là anh chị mà phát hiện bùng nổ tới khi nào vậy? Mình thường hay hỏi cái câu đó, khi nào mà mình làm được, khi nào mà doanh nghiệp mình nó bùng nổ. Các anh chị nói là không có cái sự bùng nổ đây, mà nó phải từ từ nó đi lên, chứ không có cái sự bùng nổ đây. Mình bắt đầu mình cảm nghiệm, mình thấy được đúng rồi, mình làm nó từ từ, một khách hàng, mình yêu quý một khách hàng,
rồi nó lại có hai ba khách hàng, rồi từ từ nó lên 7-8 khách hàng, rồi lên 10-20 khách hàng, rồi từ từ nó sẽ nhiều khách hàng hơn nữa. Như vậy thôi các anh chị, vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta phải kiên trì và bền bỉ với mục tiêu của mình. Và hôm nay rất là vui để chia sẻ và giao lưu cùng mọi người, và biết hôm nay có cái buổi offline hôm nay là nói về cái thương hiệu cá nhân, và mình thấy được cái thương nói về thương hiệu cá nhân đó các anh chị, mình mới thấy được cái vấn đề này nè. Tức là ngày xưa mới bắt đầu mình cũng xây dựng cái trang web của nhân.com, cái trang web thương hiệu cá nhân, và khi mình xây dựng cái web thương hiệu cá nhân á, mình viết những cái bài viết rất sơ sài thôi, mình không có hiểu được là nó quan trọng, cái giá trị nó quan trọng đến cỡ nào. Và cả một năm đầu tiên luôn mình cũng không thấy được cái nó có cái quan trọng gì với cái doanh nghiệp của mình, không biết nó đem lại cái lợi ích gì cho doanh nghiệp của mình đó. Tại vì sao? Tại vì mình lúc đó mình có marketing đâu mà mình biết, mình đâu có biết làm marketing đâu. Tại vì có cái web, có cái ngày, có cái khách hàng nào vô trang cá nhân mình đâu mà biết. Về sau này khi mình biết làm marketing rồi thì cái trang cá nhân nó cực kỳ lợi hại luôn. Và với bối cảnh như hiện tại, mình nói trong lĩnh vực của mình thôi, mình thấy được là rất là nhiều đối thủ cạnh tranh, và càng ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh ra đời nữa. Và càng ngày là báo chí, TV, truyền hình nó đăng những cái thông tin tiêu cực về những cái ngành hàng khác, và nó tạo ra một cái sự là gọi là cái mất lòng tin ở người tiêu dùng rất là nhiều. Và nếu như mà các anh chị muốn xây dựng được cái uy tín cho cái doanh nghiệp mình, là các anh chị phải một là con ông cháu trai, hay là các anh chị phải bỏ rất nhiều tiền để xây dựng thương hiệu của mình để nó uy tín. Vậy cái việc mà chúng ta xây dựng một cái thương hiệu cá nhân chỉ có thầy gì mới có thôi, chứ mình không thấy những cái chương trình khác có, nó rất là tuyệt vời luôn các anh chị. Và đó là một cái lợi thế của chúng ta, để chúng ta có thể là tạo ra một cái cộng đồng, và chúng ta làm cho thương hiệu cá nhân mình nó uy tín hơn trong mắt khách hàng sẽ tin tưởng chúng ta, mà chúng ta không có tốn nhiều chi phí. Để bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta sẵn sàng đồng hành để cùng nhau xây dựng thương hiệu cá nhân của mình ạ? Chúng ta nói yes rồi. Ninh cam kết với các anh chị luôn là Ninh rất là thích cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân, hình ảnh cá nhân của mình. Tại vì khi mà quá trình mình xây dựng thương hiệu cá nhân, mình phát hiện ra một cái bí mật này là các anh chị, khi mà chúng ta bán hàng, chúng ta quảng cáo bình thường đó, là chúng ta sẽ bán được hàng, tìm khách, kiếm khách hàng tiềm năng, và từ khách hàng tiềm năng đó ông mua hàng của mình và ông trở thành khách hàng của mình, và ông mua lặp lại thì ông trở thành khách hàng trung thành. Và mình phát hiện ra một cái dòng khách hàng nữa, các bạn biết là dòng khách hàng gì mà khách hàng ủng hộ các anh chị, tức là những cái người nào mà họ yêu thích mình, họ yêu quý mình, họ yêu thương mình, họ thích mình, họ là fan của mình, fan ruột của mình rồi á các anh chị, thì họ giới thiệu cho người thân của họ mua hàng của mình, họ không mua hàng họ không bị vấn đề. Nhưng mà nhiều khi em có người thân bị bệnh tiểu đường, cái tự nhiên em giới thiệu cho anh, ví dụ là tại em thích anh. Vậy tại sao là chúng ta lại không làm cho nhiều người thích chúng ta bằng cái việc mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, đúng không các chị? Và nên cam kết gặp được nhau là một cái gì, và hôm nay có điểm đến đây chia sẻ với mọi người và được sự ủng hộ là rất là vui. Và nên cam kết trong vòng 30 ngày tới sẽ viết bài cá nhân cho tất cả mọi người ở đây. Vậy bao nhiêu các anh chị ở đây sẵn sàng đồng hành cùng Ninh trong 30 ngày sắp tới cho tôi, và nói yes! 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 Ok, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Các anh chị phần chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Rồi, chắc chắn là có những bạn sẵn sàng hỏi bạn Ninh những cái câu hỏi. Thì có bạn nào giơ tay xung phong hỏi câu hỏi không ạ? Rồi, mời bạn Đức cái câu hỏi của bạn. Em ngồi Ninh, hỏi ngồi Ninh. Mình là Đức, mình thì cũng có một cái mạng gọi là mạng kinh doanh về phục chất truyền á. Thì mình đang gặp cái vấn đề gọi là phục vụ nhà cung cấp. Mình trong quá trình bạn làm cái cục tiểu đường á, thì bạn có gặp cái vấn đề phục vụ nhà cung cấp không? Cách bạn gỡ nó như thế nào, bạn tự chia sẻ không? Ok. Tại vì cái lĩnh vực này ngày trước nó rất là dễ anh, nhưng mà lúc này nó rất là khó. Nó khó ở cái điểm gì là tại vì bên bộ y tế thì kia bây giờ họ rất là căng, và nó đang càng quét liên tục. Vấn đề là khi mình kinh doanh, mình khởi nghiệp, mình chọn cái nhà cung cấp, mình phải chọn những cái nhà cung cấp rất là uy tín, tức là họ cái nhà máy, cái cơ sở của họ phải đạt chuẩn mọi thứ hết. Còn nếu mà chúng ta ngay từ đầu mà chúng ta không chuẩn á, mà bên bộ y tế hay là bên thanh tra mọi thứ đó, tại vì cái ngành mình nói là tại vì trong cái ngành của mình đó là một cái ngành nó về sức khỏe con người, cho nên nó rất là khó. Nó không phải là chỉ như những ngành khác, chẳng hạn như anh mà bán cái đồng hồ này, anh chỉ cần xin một cái giấy phép kinh doanh xong là anh có thể bán được rồi, đúng không? Nhưng mà anh mà kinh doanh ngành thuốc, anh phải xin giấy an toàn vệ sinh thực phẩm, anh phải xin giấy công bố chất lượng sản phẩm, anh muốn marketing anh phải xin thêm một cái giấy xác nhận quảng cáo nữa. Còn nếu anh phải có đầy đủ những giấy đó thì anh mới an tâm mà khi anh chạy quảng cáo được. Còn nếu anh làm chui chui á thì đơn giản thôi, mình cứ tìm những cái nhà thuốc gia truyền đó thì mình liên hệ với họ mình lấy thôi. Nhưng mà như vậy thì không có đạt chuẩn được, rất là dễ bị là bên bộ y tế thanh tra hay kia họ dần nó. Đó là trong cái ngành của em chia sẻ với anh như vậy.
tức là mình chuẩn ngay từ đầu luôn là mình phải chọn những nhà cung cấp mà nó đạt chuẩn, có nhà máy và uy tín. Dạ. Ok, tuyệt vời. Rồi, bạn nào có câu hỏi khác? Câu hành trình khởi nghiệp của bạn, các bạn vướng mắc những cái gì, những khó khăn gì? Giơ tay lên, lên hỏi. Lên chia sẻ cho. Hoặc là muốn tìm hiểu về Linh rõ hơn. Có cô gái nào muốn tìm hiểu về Linh rõ hơn? Ok chưa? Giơ tay lên hỏi. Rồi, em giới thiệu tên em luôn. Xin chào thầy và Nhi. Thì mình tên là Bộ, hiện nay mình đang làm lên lĩnh vực về cửa hàng mắt kính. Thực ra mình nghe về Ninh cũng nhiều, mình cũng thấy một vài cái video clip về Ninh thì cũng rất là hâm mộ. Thì mình cho mình hỏi xíu là thực sự là nếu mà kinh doanh trong lĩnh vực, bất kỳ lĩnh vực nào trong vòng có 4 năm á, đối với mình thực sự nó không phải thời gian dài mà nó có thể là ngắn lắm. Nhưng mà đến thời điểm nào mà 4 năm qua về lĩnh vực thuốc Ninh thì Ninh cảm thấy là mình nó thành công, nó có nghĩa là nó chuyển biến hoàn toàn và mình cảm thấy Ninh cảm thấy hài lòng về nó. Dạ cảm ơn câu hỏi. Tại vì trong quá trình mình làm cái lĩnh vực cà phê và lĩnh vực gạo là mình đã có cơ hội mình tiếp xúc với công việc bán hàng rồi. Cho nên là khi mà mình qua cái lĩnh vực gạo là mình đã bắt đầu mình đi học những lớp kinh doanh về bán hàng. Thì mình lúc đó mình vừa bán gạo, mình vừa tư vấn khách hàng, mình vừa đi học hỏi những kiến thức bán hàng. Tại vì nếu mà chúng ta không đi học những kiến thức đó là chúng ta không có rút được kinh nghiệm, khó rút được rất là lâu. Còn khi mà chúng ta đi học cái là chúng ta có cái công thức rồi thì chúng ta sẽ rất là nhanh, chúng ta trải nghiệm và chúng ta sẽ rất là nhanh, đúc kết được rất là nhanh. Cho nên là cái quá trình mà mình biết về Facebook, là biết về Google, biết về các kênh quảng cáo và biết về cái việc mà đi sale bán hàng vậy nè, thì là trong quá trình mà khởi nghiệp gạo là mình đã trải qua cái việc đó rồi. Cho nên là khi qua cái ngành thuốc mình không còn bỡ ngỡ những cái việc đó nữa, mình bắt đầu vô cái việc xây dựng cái việc marketing luôn. Mình biết được là chúng ta phải tập trung nhiều 80% thời gian và sức lực vô marketing. Tại vì cái doanh nghiệp mà đi vô cô, cái doanh nghiệp mà gạo thơm Sài Gòn của mình mà nó thất bại là vì lý do là mình không có tập trung vào cái marketing. Mình hay lan man hoạt động gì đâu, suốt ngày làm gì đâu, phải không? Mà có cái tính thể hiện đó. Bản thân mình rất là cao, cho nên cái tính thể hiện bản thân mình rất là cao. Mà không biết gì về quảng cáo, không biết về marketing hết. Mà khi biết được cái tầm quan trọng là khi thất bại rồi mới biết được tầm quan trọng. Qua đi vô cô chỉ tập trung marketing thôi. Thì khi mà cũng nó cũng rất là đơn giản thôi, thời đó mình rất là đơn giản. Tới cái tháng thứ 3 là mình bắt đầu có doanh số và bắt đầu có doanh số dương rồi, có cái dòng tiền dương rồi các anh chị. Khi mà qua cái công ty đi Foco qua cái tháng thứ 3 thì trong mấy tháng đầu tiên mình cũng vẫn viết bài thôi, vẫn viết, nhưng mà mình phải đi phân tích khách hàng. Mà phân tích khách hàng là từ cái lúc mà mình làm gạo là mình hiểu về những khách hàng mình tiểu đường của mình rồi nè, mình đã hiểu về họ rồi, mình bán gài gạo cho người tiểu đường mà mình đã hiểu về họ thì mình sẽ cung cấp cho họ những cái thông điệp mà gọi là thầy Di hay nói cái câu là phải gãi đúng chỗ ngứa của khách hàng á. Là mình đã biết khi mà làm gạo là mình đã biết khách hàng mình nó ngứa chỗ nào và họ bị ngứa chỗ nào rồi. Thì qua bên Defoco này chỉ gãi đúng cái chỗ ngứa đó thôi, ra đưa những cái thông điệp đúng chỗ ngứa đó thôi. Và cũng làm từng bước đó, từ những cái trang bán hàng tới trang chuyên gia, y chang như những cái gì thầy chỉ dạy, từng bước vậy thôi. Nhưng mà kết hợp thêm là tập trung rất nhiều vào marketing. Làm sao marketing? Làm sao cho nhiều người biết mình gọi là marketing thế thôi. Và mình tham gia những cái hoạt động, những cái sự kiện, những cái hội chợ, những cái quảng cáo Facebook, quảng cáo Google này, cái bắt đầu từ đó nó có khách hàng, từ đó đem về khách hàng cho mình. Và từ đó mình có dòng tiền như sau cái 3 tháng thôi, 3 tháng. Và sau đó nó tăng trưởng dần dần lên, cũng từng bước thì thôi. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, một câu hỏi nữa. Em hỏi, em giới thiệu em luôn. Xây dựng doanh nghiệp online mà thì khách hàng chủ yếu là đến từ các kênh online, kênh nào cũng nó cũng gãi đều hết, đều hết đúng rồi. Nói chung là mình phải duy trì theo thầy Di, là theo đúng bài của thầy Di thôi, mình không có gì khác biệt hết trơn á, theo đúng cái bài của thầy Di thôi, làm đủ các kênh hết, Zalo, Facebook, Google rồi cấp cái YouTube, làm đầy đủ các kênh hết. Có, sau đó là mình phải triển khai kênh offline nữa. Tới nên thì bây giờ bạn mạnh thì bạn chuyển thêm kênh ở phải mạnh mới phải mạnh mới làm offline nổi. Lúc đầu mình không có tiền mà, không có tiền thì mình đâu có làm cái kênh offline được. Rồi sau đó mình
đó mình phải tập trung vào kênh online và mình phát triển doanh số lên, sau đó là mình phải lúc đó mình bây giờ nữa mình tập trung vào xây dựng cái hệ thống phân phối. Rồi, rất là tuyệt vời. Ok, rất tuyệt vời. Rồi, câu hỏi thứ tư. Em giới thiệu tên em luôn. Xin chào anh chị, các bạn. Mình tên là Nguyễn Đình Phong. Mình là hiện tại là kinh doanh bên lĩnh vực máy hàng, máy cắt kim loại. Thì cho mình xin phép được hỏi anh đó là trước khi mà ra kinh doanh bên lĩnh vực tiểu đường á, thì nên bán sản phẩm là của bên của công ty hay là nên trước mắt. Dạ. Khi mà có doanh số 3 tháng thì nên làm cũng chưa có thương hiệu được đúng không? Đúng rồi. Chưa có được tại vì phải giải trình các kiểu nữa. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà tại là trước đó là nên có đơn hàng nên bán được cái sản phẩm cho một công ty khác đúng không? Đúng rồi. Nên như vậy nè. Lúc cũng có quen được một anh trong bi, cái thời đó cũng có quen được anh trong bi. 3 tháng đầu tiên á, và khoảng hai tháng đầu tiên là mình kinh doanh cái sản phẩm của nước ngoài do một cái anh trong bi quen biết được một anh trong bi là chuyên nhập hàng Mỹ luôn, hắn là chuyên gia. Trong suốt quá trình đó là bán quả là bắt đầu mình có một bắt đầu mình có cái lợi nhuận rồi, từ đó rồi mình bán hàng rồi có lợi nhuận rồi, sau đó là tự ra cái của mình luôn. Trong vòng 3 tháng đầu tiên thôi, 3 tháng đầu tiên là mình ra được cái sản phẩm của mình luôn, đó tức là vừa làm cái sản phẩm này là bắt đầu là ra cái kia luôn. Trong tháng thứ 3 là bắt đầu có sản phẩm riêng luôn. Đúng rồi. Ok, tuyệt vời. Bạn Đức. Ok, lớn lên. Xin chào Nguyễn Đức. Thì đến thì tôi có cơ duyên gặp thầy lúc ở cái buổi tất niên. Rồi hôm bữa lên mạng sau tình sạc cái gì á, thấy có một cái công ty nào mà họ nói dọc Bắc mà họ về thảo dược á. Cái họ cũng làm thảo dược á, họ dọc Bắc mà họ dạy cho các đại lý của họ này kia viết bài mà họ lấy cái trang của Ninh họ là mẫu luôn kia. Đó, tại vì Ninh viết rồi hình rồi chỉ viết bài sao sao đó kia cứ lấy theo ông này nào viết đó. Rồi tức là mình nói thêm là mình cũng đang muốn có thực trải nghiệm một cái sản phẩm, một cái thảo mộc, và mình muốn mình giảm được 85kg xuống 70kg trong vòng mấy tháng năm gì đó, thì giờ mình muốn cũng muốn triển khai cái đó. Thì giờ mình muốn hỏi Ninh là ví dụ như nãy Ninh nó khuyên là nên tìm một cái nhà gia công mà có giấy phép những cái luôn, thì đối với người khởi nghiệp mà tay trắng không có gì, mà ví dụ mình còn vướng một cái nữa là mình có gia đình, mình không thể dứt khoát được như một số bạn rất là dũng cảm như Ninh hay một số bạn đó, thì từ bỏ ra thì nó rất là dễ, là vì bản thân mình hỏi không giải thích nhiều nha. Bây giờ nếu mà có nghĩa là làm sao kiếm cái đơn vị gia công, một cái người khởi nghiệp như vậy là kiếm đạt gia công để làm rồi từ từ, hay là kiếm một gia công mà có giấy phép thì cái chi phí nó khác nhau như thế nào, phức tạp. Với lại nên có thể là cái câu hỏi cho nó rõ, ông hỏi riết không ai biết, cái câu hỏi cho nó rõ. Giới thiệu một số cái đơn vị gia công, tại vì cái đơn vị gia công nó đâu phải là riêng cho nên đúng không? Mình cũng đâu có mở nhà xưởng riêng đúng không? Thì có thể mở giới thiệu những nhà gia công nào trong quá trình nên có kinh nghiệm á, thì giới thiệu cho anh em làm đi theo cái giới thiệu hay không được. Tại vì nói về giới thiệu thì bây giờ cái chi phí nó rất là cao. Tại do là em làm lâu thì bắt đầu nó cũng tích lũy được vốn có tiền rồi, thì bắt đầu liên hệ được mấy đơn vị đó. Còn nếu mà anh em mới ra doanh nghiệp liên hệ nó mỗi lô hàng nó bắt mình lấy tới mấy vài trăm triệu rồi là đâu có. Thì tại vì cái thời mình làm nó cũng thật sự là cũng gặp rất là nhiều may mắn. May mắn là nó đến từ cái việc mình chủ động mình tìm những cái anh như vậy, hỗ trợ mình trong quá trình đầu, sau đó mình có vốn rồi mình có thể ra cái sản phẩm mình. Còn bây giờ nó sẽ rất là khó, là mình làm rồi bắt đầu nó căng lên, thị trường căng lên rất là nhiều, anh hình dung được không, cái thị trường thực phẩm chức năng á. Cho nên là bây giờ làm cái gì nó cũng phải chuẩn ngay từ đầu hết trơn á, là anh tìm những cái đơn vị nhà máy mà vậy thì họ làm cho mình số lượng nhỏ được, làm cho mình được số lượng lớn thôi. Còn không là mình chỉ có thể là mình đi theo như cách của em thường hay chia sẻ với mọi người, là mình đi hơn mình tìm một cái đơn vị nào đó mà mình lấy sản phẩm của người ta mình bán đi cũng được. Ví dụ giờ anh làm đại lý phân phối cho em đi cũng được, rồi em hỗ trợ cho anh kinh doanh, rồi anh bán anh có tiền, rồi bắt đầu anh thay ra cái thương hiệu gì đó riêng của anh, rồi bắt đầu anh em mình có thể hợp tác với nhau làm cái đó cũng được. Đó cũng là một cái phương án.
chứ còn cái việc mà anh có thể lên mạng tìm rất là nhiều đơn vị gia công em chia sẻ luôn, tại vì cái này lên mạng gõ cái ra đầy. Và vấn đề là chỗ là anh em mà thật sự đam mê với cái lĩnh vực này thì mới làm thành công được. Và khi mà em đã làm cái lĩnh vực này nè, em nhớ là cái thời mà em đi chung với thầy qua bên Lào á, thầy cái gì có chia sẻ làm gì phải xác định được sứ mệnh, bây giờ mình không phải làm gì kiếm cơm bữa ăn nữa, trên chi trên xe đúng không? Đúng rồi, thầy chia sẻ cho em mà nhớ mãi không luôn, về nhà xác định sứ mệnh mình luôn, là mình không phải để mình làm mình kiếm tiền nữa, không phải làm để kiếm cơm nữa, mà là mình làm vì cái sứ mệnh, và mình xác định rất rõ ràng sứ mệnh mình phải không phải là giúp cho vài người, người thân của mình, không phải giúp cho vài chục người khách hàng của mình lúc bây giờ, mà phải giúp cho hàng triệu người, con người kia có cuộc sống ổn định, có cuộc sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Đó là cái sứ mệnh này, mà khi mà em xác định được sứ mệnh đó, làm việc rất là say mê, làm việc rất là hăng say, và làm việc nó phải vui. Như thầy có chia sẻ là kinh doanh là phải vui, không phải áp lực mà là phải vui. Và rất là thích cái câu của thầy là gì, thành công mỗi ngày niềm vui nhân đôi. Các bạn cho người thầy của mình một tràng pháo tay ạ. Cho nên mình phải xác định rõ ràng sứ mệnh mình rất là mê ngành này, và mình sống chết với nó luôn, nó chiến gọi là chiến khô máu với nó luôn, chiến khô máu với nó luôn, chứ không phải là mình phải làm với cái nguồn năng lượng đỉnh cao nhất các anh chị. Còn không mà mình không xác định được ngay từ đầu là mình dùng như bỏ một cục vốn ra cái là xong luôn, đi đứt luôn, tại vì mình chưa xây dựng bộ máy gì, chưa, mình bỏ ra một cục vốn mình lấy hàng gì, đúng rồi, chết. Đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, tại vì bây giờ tự nhiên mình nói mà mình cứ muốn kiếm sản phẩm riêng cho mình, đúng là nó sẽ khó. Bây giờ cái chuyện của Đức này nè, đừng mình hỏi với khó mà đừng có bàn. Đức đang ở giai đoạn khởi nghiệp, phải đi đúng cái bài khởi nghiệp. Bây giờ Ninh đã thành doanh nghiệp lớn rồi, cái những đơn hàng của Ninh đặt là cả tỷ bạc, những cái đơn hàng từ các đơn vị gia công nó về, các bạn không thể mó theo cái cách của Ninh được. Chúng ta phải đi làm theo đúng cái cách của người khởi nghiệp, là đi từng bước qua, nên lấy cái hàng gì đó bán dùm cho Ninh. Chấm. Ví dụ ok không ạ? Rồi hệ thống lên một cái lần. Lấy vài chục viên hay vài chục hộp như cho mình đúng khởi nghiệp, mà nó bắt mình lấy là vài trăm ngàn viên. Là một đống tiền như đó, mà anh chị mà cổ máy marketing rồi nhân sự mọi thứ này kia nó chưa ok là về ôm nguyên đống hàng rồi hết hàng sử dụng luôn. Xong luôn. Chết luôn. Rồi, ok tuyệt vời. Một cái câu hỏi khác đi ạ. Cái đó là cơ hội để các bạn lấy được cái insight trong cái giai đoạn khởi nghiệp của các bạn đó. Không phải anh em trong dạ. Đường này mình ví dụ như lấy hàng của Ninh cũng một cái mục tiêu chung là nhưng mình vẫn có người ta giảm cơm hoặc là giảm cái khác gì kia đó, thì chắc Ninh cũng có những sản phẩm vậy. Dạ, thì anh em mình đi theo con đường của thầy mình ở phía đẹp cho Ninh thì đâu cần phải bỏ số hàng lớn thì dạ, đúng rồi. Đây hỗ trợ nhau thôi. Vấn đề nằm chỗ là mình đã làm việc với nhau thì mình phải quyết tâm là phải thành công thôi. Là thầy có dạy là win 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 mà, ba chữ win. Khách hàng mình mà hiệu quả, anh em mình cùng thành công chứ. Yeah. Rồi, một câu hỏi khác. Bạn nào thắc mắc trong giai đoạn khởi nghiệp của bạn rất là nhiều thắc mắc. Thì cái câu hỏi của bạn, rồi, em Dương. Xin chào các bạn, mình là Ba Dương. Anh hỏi em một chút là về cái vấn đề về viết bài, tại vì anh thấy từ anh cũng em tức là theo dõi em rất lâu rồi đó, và kể trong câu chuyện của em là đều kể chuyện về cái viết bài ấy. Anh cũng nghe kể chuyện tức ra lần đầu em viết bài rất nhiều và về sau em vẫn viết đấy. Thì câu hỏi anh ở đây là cái thành công của em ở đây cũng một phần là do khả năng viết em tốt, hay là em nghĩ là do em rèn luyện em mới viết tốt, hay là cái bản chất em khả năng em viết tốt nên em mới làm như vậy? Thì tại vì vấn đề viết bài này anh nghĩ không phải một mình anh, rất nhiều trong đây là đang gặp vấn đề đó. Tức là có thể không chạm được, hoặc là từ trước nay mình không biết mấy, cứ viết một bài ví dụ tầm 5-10 dòng ok, nhưng viết những bài dài rất khó. Đấy thì em có thể chia sẻ kinh nghiệm một chút, thứ nhất là về làm nào viết được bài, thứ hai là làm nào để có nó kiểu insight khác nhiều. Tại vì như vừa rồi em cũng nói là cái dự án sắp tới về là em muốn là viết cho 30 bạn ở đây kiểu một tháng. Thì khi em viết đó thì lúc đó thì bản thân em, con người em á, em phải viết được, phải cảm được, chứ không thể mình chỉ viết nói với anh Lê Ba Dương thế này thế kia được. Mình phải cảm, mình phải hiểu người ta mình viết. Đó, thế nhưng mà với muốn viết thì em cũng thấy còn anh phải tìm hiểu em. Đấy, thì ý anh hỏi từ đó là năng khiếu hay là do cái rèn luyện của em có thể làm như vậy? Dạ, ok, cảm ơn câu hỏi của anh. Tại vì nhất như vậy là các anh chị, như nãy em nói là cái điều mà em tâm đắc nhất của thầy Di là cái sự kiên trì và bền bỉ, và mọi sự thành công nó bắt đầu từ những thứ dễ dàng nhất. Tất cả những câu nói là những câu nói của thầy hết mà em còn luôn giữ được. Mọi sự thành công nó bắt đầu từ những thứ dễ dàng, và bắt đầu những bài của em là những bài rất là dễ dàng.
Thậm chí nếu mà bây giờ anh chị vào đọc cái trang cá nhân Quỳnh Ninh của em sẽ thấy tất cả. Hãy mở lại cái bài đầu tiên mà em viết, các bạn anh chị đọc, anh chị thấy hình ảnh nó ói luôn. Và cái câu từ viết nó lủng củng, rất là lủng củng, rất là mắc cười luôn. Bây giờ mà em vẫn còn lưu giữ những cái bài viết mà em viết từ năm 2013 tới bây giờ vẫn còn lưu giữ. Anh chị vào trang là blog.huynhninh.com, anh chị vào đó anh chị xem. Và hãy xem cái bài viết gần đây, mới hôm qua em viết 3 bài. Anh chị xem cái bài viết hôm qua là anh chị sẽ thấy nó sự thay đổi rất là bất ngờ. Không có cái em không có một cái sở trường gì ở đây hết trơn á. Em chỉ là kiên trì thôi, thầy kêu gì là anh làm đó thôi. Thầy kêu đâu đánh đó thôi à. Cái thầy là núi đèn à. Mà không thầy đố mày làm nên vậy đó. Mà bắt đầu là thầy kêu gì là đó. Thầy kêu về viết bài cá nhân là viết bài cá nhân. Và thầy kêu có thời thầy kêu em viết những cái bài viết về tiểu đường á. Anh chị biết không? Em viết tổng cộng á, em nhớ là như viết trong vòng khoảng hơn 3 tháng. Em viết 1,000+ bài á. Em có nói cái câu đó với thầy, nói với thầy mà đợi thời đó mà. Em viết, em và vợ em cùng nhau viết luôn 1,000+ bài trong vòng thời gian có 3-4 tháng gì à. 1,000+ bài. Tức là sáng sớm mà 5 giờ sáng em đã thức dậy rồi và cái việc của em đầu tiên là em mở máy tính lên và viết bài thôi. Viết bài tiểu đường mà anh chị biết không? Cái trang web của em đó, trang Thảo Dược Trị Tiểu Đường, nhớ Thảo Dược Trị Đường.com, mà trang nó bị hack. Sau khi mà 1,000+ bài mà nó bị hack một cái là mất banh sạch luôn. Em chia sẻ với anh chị cách đây một năm trước em mới chạy, em chia sẻ cái vụ mà em bị hack banh chặn luôn và mọi công sức của em như là tan tành luôn. Tại điểm đó bài đó là một bài học rất lớn của em, là phải bảo mật thông tin web mọi thứ này kia chặt chẽ hết, là coi như là công sức mình đổ sông đổ biển hết anh chị. Hai vợ chồng là cùng nhau viết luôn, lúc mà chưa lấy vợ luôn. Hai buổi sáng là thức viết từ sáng tới chiều luôn, viết bài là tại vì lúc đó có biết làm gì đâu, không có tiền đâu mà marketing nữa, thì chỉ có con biết là biết bài để mà cầu mong giá ông địa cúng ông địa nãy chuối mà ông địa ơi Google này chấm điểm cho con lên top đi để mà có khách hàng vô mua hàng tự nhiên thôi, chứ làm gì mà có khách hàng quảng cáo đâu. Khách hàng tự nhiên hơn anh chị, chỉ có khách hàng tự nhiên thôi. À đó, điểm đó và nó như vậy đó, là cứ kiên trì thôi, chia sẻ với anh là kiên trì thôi. Và sau đó tự nhiên mình kiên trì cho bây giờ đó, từ kiên trì nó thành tài năng. Tài năng nó đến từ sự kiên trì mà. Bây giờ bắt đầu mình cảm thấy giống như là thay vì mình lại gặp anh để em có thể viết được một cái bài viết cho anh, thì bây giờ anh chỉ cần gửi cho em một cái link bài viết, cái giới thiệu về bản thân của anh thôi, là và em đọc thêm vài bài của anh nữa em có thể viết về anh rồi. Em đâu cần phải gặp anh đi tốt cà phê, tốn tiền cà phê của em. Còn tài năng rồi. Như vậy thôi mình đã cảm được rồi, mình đã đọc bài rồi, là mình tại vì nhiều khi mình đã nhìn vô đọc vô câu chuyện mình hiểu à. Mình thấy được là bản thân mình trong cái câu chuyện của các anh chị, mình hiểu được cái thời đó cho mình cũng diễn tả được cảm xúc. Giống như là cách đây mới có à, sáng em mới nhắn cho anh là em viết bài xong cho anh rồi đó. Em mới anh đúng không? Anh Phạm Khoa Phạm đúng không? Em mới em bài. Anh Khoa Phạm đúng không? Dạ. Sáng mới viết bài cho xong bạn này thầy. Và bữa trước em viết bài cho bạn hơn như biết có 16 gì đó, em cũng gửi cho bạn đó. Nhung đúng không? Nhung đúng rồi. Đúng không? Nhung em viết bài cho bạn đó. Nhung có tập trung kinh khủng lắm. Dạ. Thì bài nó làm cái trang web quá, nó làm mà mình sợ luôn á. Cái trang web nó làm đâu mới có một tháng à, mà nó viết 60 mấy bài, mình lên mình search Google, lên trang nhất Google luôn. Mình la làng luôn. Trời ơi, nó làm nó tập trung không thể tưởng tượng luôn. Nó thức dậy là làm, nó làm y chang cái kính của tôi nên này, con bé đó nó sẽ cũng đi nhanh lắm á. Nó làm y chang đến nhung bên gì nhỉ? Bên đá đó. Trời ơi, nó làm mà mình sợ luôn các bạn. Và mình kêu trang của em bao nhiêu rồi, nó nói 6 mấy bài rồi, cái mình nói trang gì, cái mình lên Google mình sợ rồi, trang tức là nó nằm trang 1 mà nó đứng thứ 5 thứ 4 gì đó, sau hai cái trang web trên báo rồi. Mình la làng mình kêu em làm gì mà kinh khủng vậy, không trang chuyên gia đó. Trời, tại vì nó tập trung nó làm kinh quá, ngày nào nó bô lên đâu cả chục bài cho nó hiểu biểu sao Google nó không in đắt được. Các bạn dùng ra điều nào, nó tập trung kinh khủng luôn à. Và nó làm nó cũng không quan tâm cái kết quả luôn, cái mà sau khi mình sợ lên mình nói trời cái trang em nó cũng la làng luôn, nó sao mà lẹ dữ. Nó tập trung kinh khủng lắm, cái sự tập trung tuyệt vời, cho nên trang có tiền lớn các bạn ơi. Rồi ok, cảm ơn bạn.